Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe dùng để đi phượt với những tiêu chí đặc biệt là phải mạnh, chất và tiết kiệm nhiên liệu. Bạn có thể lựa chọn đây, đây hoặc là đây. Xin giới thiệu với các bạn chiếc ngựa thồ của nhà Marine, Pine Mountain 1. Khung chromo bền, chắc và đầm, thích hợp cho những cung đường khó nhằn nhất. Động cơ chạy cơm 1 x 11 mã lực, bao mượt và tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt con ngựa thồ này còn có thể lắp được 3 ga và chắn bùn, mang đến sự tiện lợi cho những cung đường dài. Qua rồi những ngày touring còn là bánh 26, bây giờ đây chúng ta đã có bánh 29, nhanh hơn, mượt hơn và vượt chướng ngại vật tốt hơn. Xe này cái gì cũng to, vành to, lốp cũng to tận 2.6 lận, giúp bạn ao trình trên tất cả mọi địa hình. Phục hơi Robsoft Recon hành trình 120 kết hợp cùng một góc cổ 66,5 độ giúp cho chúng ta có trải nghiệm đổ đèo an toàn hơn. Êm không? Chưa chắc đã êm đâu. Nếu như anh em nghĩ bán xe đạp lãi thì không, xe đạp của chúng tôi toàn lỗ thôi. Gần 20 cái lỗ. Với rất nhiều chiếc lỗ bắt ốc, người dùng hoàn toàn có thể mang theo được các loại túi với đầy đủ kích thước và hình dạng khác nhau. Chiếc Pine Mountain được trang bị một cặp phanh MT400, 4 pít trước và 2 pít sau, kết hợp cùng đĩa 160, mang lại cảm giác an toàn mỗi khi di chuyển. Ôi, bóp số lắm các bạn ơi. Phê lắm. Vậy với 35 triệu, các bạn nghĩ Vision phiên bản cá tính hay là chiếc Pine Mountain 1 này sẽ chất hơn?